Hy vọng rằng các vận động viên của chúng ta tiếp tục duy trì được phong độ để có được những vị trí dẫn đầu tại vòng loại và đó có mặt tại vòng chung kết. Ở SEA Games 31 và sau đó tại kỳ đại hội hiện tại SEA Games 32 thì đội tuyển bơi Việt Nam không còn sự có mặt của Nguyễn Thị Ánh Viên. Cả Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân đều sẽ có mặt ở phần thi chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay với những gì đã thể hiện rất tốt tại vòng loại. Nội dung 100m tự do của nữ 86:88 thành tích của Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân. Như vậy thì đã chính thức bắt đầu. Với nội dung 100m tự do của nữ thì thời gian thi đấu diễn ra rất nhanh. Tại SEA Games 2021 tại Việt Nam, ở nội dung 100m tự do của nữ thì tấm huy chương vàng thuộc về Wen Kwating của Singapore. 55:60, hai vận động viên Việt Nam đang có thành tích dẫn đầu, Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân. Hy vọng rằng các vận động viên của chúng ta tiếp tục duy trì được phong độ để có được những vị trí dẫn đầu tại vòng loại và đó có mặt tại vòng chung kết. Ở SEA Games 31 và sau đó tại kỳ đại hội hiện tại SEA Games 32 thì đội tuyển bơi Việt Nam không còn sự có mặt của Nguyễn Thị Ánh Viên. Điều đó cũng ảnh hưởng đến thành tích chung. Tuy nhiên vẫn có những vận động viên đáng để kỳ vọng, Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân, hai vận động viên có thành tích tốt nhất tại nhóm bơi số 1. Rất ấn tượng một khởi đầu suôn sẻ dành cho đội tuyển bơi Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Không có bất ngờ xảy ra thì với những vị trí tốt nhất ở nhóm bơi của mình thì cả Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân đều sẽ có mặt ở phần thi chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay với những gì đã thể hiện rất tốt tại vòng loại. Nội dung 100m tự do của nữ 56:88 thành tích của Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân, 58:34. Trong đó một vận động viên của Indo đứng ở vị trí thứ 3 với 58:60. Thành tích rất tốt của hai vận động viên Việt Nam. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.